cái thiết bị đó nó sẽ đo được cái tỷ lệ mỡ ở những cái vùng khác nhau. Ví dụ như là cái chỉ số thứ ba các bạn cần lưu ý trong quá trình mình giảm cân, đó là mình đo lường được cái chỉ số body fat ở trong cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta giảm cân, chúng ta cần có một cái thiết bị đo chỉ số body fat. Body fat đó, nó là từ chỉ cái lượng mỡ ở trên cơ thể của chúng ta. Và body fat đó là một trong những cái yếu tố chính để góp phần tạo nên cơ thể của chúng ta đó các bạn. Và chỉ số body fat này nó khá là chính xác nếu như mà chúng ta đo cùng một thời điểm ở trong ngày nha. Cái thiết bị đó nó sẽ đo được cái tỷ lệ mỡ ở những cái vùng khác nhau. Ví dụ như là vùng bụng nè, vùng đùi nè, vùng chân, vùng mông, vùng bắp tay, hai bên cơ thể của chúng ta luôn, xem là nó có cân đối hay không. Nó rất là hiệu quả trong cái việc để chúng ta có thể xem được, ước lượng được cái chỉ số của chúng ta giảm được cái lượng mỡ bao nhiêu trong mỗi ngày. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.